Để tạo thuận lợi cho công tác phòng chống dịch tại chợ đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, mới đây Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, tập huấn hướng dẫn phòng chống dịch COVID tại chợ. Tham dự hội nghị trực tuyến có đại diện Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ đã được Bộ Công Thương phối hợp xây dựng và Bộ Y tế ban hành. Ngay sau khi Bộ Y tế ban hành, Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh thành phố để phổ biến áp dụng. Với vai trò quan trọng của chợ, đây là một hướng dẫn hết sức cần thiết giúp địa phương chủ động trong công tác phòng chống dịch tại chợ, nhằm vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch, vừa bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân. Tại hội nghị đại diện Bộ Y tế đã giới thiệu và giải đáp các thắc mắc của các địa phương trong việc thực hiện và áp dụng công văn trong từng hoàn cảnh thực tế của các địa phương. Đại diện lãnh đạo Vụ thị trường trong nước Bộ Công thương đánh giá các ý kiến của địa phương rất chi tiết cụ thể về vướng mắc địa phương đang gặp và đề nghị các sở công thương trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Công thương, đầu mối là Vụ thị trường trong nước để tổng hợp kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi bổ sung cho phù hợp.